anh xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Anh Thảo ạ. Tối nay là anh Trọng Nghĩa, anh ở đâu ạ? Dạ, ở Bình Tân. Anh ở Bình Tân, anh ở quận Bình Tân, anh qua ủng hộ Kim Anh Thảo em là 3 món nữ cho em nha. Đây, anh lựa vàng công ty 610 nha quý khách. Anh lựa một cái nhẫn mẫu giả sàng nè, cực kỳ đẹp luôn á. Xuất sắc luôn. Full hộp luôn nha, full tấm luôn, hai bên đều. Hộp chủ là sàng nhân tạo nha, cực kỳ sáng ánh luôn á. Đây là dạng đai bản nè. Cái form nhẫn này của anh là 2 chỉ 82, 2 chỉ 8/2 à, trong lòng là có giác lòng luôn, giác lòng chữ phúc, đeo nó êm tai nữa đó. Mỗi này mỗi anh đeo luôn không em đeo cha, đeo cái này. Này anh lựa thêm một cặp bông, đây cặp bông một hộp vàng giả sàng luôn, bông này là 2 phân hơn 2 phân rưỡi nha, thêm một cọng dây, dây Hồng Kông ống kim tiền nha quý khách. Đây form dây này là gần 3 chỉ, bên em là có đủ trọng lượng luôn, bên em có khúc trơn với khúc ống, cái này là ống kim tiền nè, từng mảng khúc nè. Rồi, này, đeo đơn giản thường ngày mình sang nha. Nguyên một bộ này của anh là 20.929.000. Để em ký hóa đơn. Em gửi anh Nghĩa nha, em cảm ơn anh nhiều ạ. Dạ em xin kính chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Anh Thảo ha. Thì chiều hôm nay là có hai mẹ con của chị Hoa ghé ngồi tiệm vàng Kim Anh Thảo là hai sản phẩm ha. Vàng 980 nữ trang cưới. Là mình ở đâu hả cô? Âu Âu Cơ không chị? Dạ, cô ở Âu Cơ ha, ghé ngồi tiệm vàng Kim Anh Thảo. Thì thứ nhất đây là sản phẩm đây, cái kiền cưới nha. Kiền này kiền cưới là quấn hoa luôn, rất là xuất sắc luôn nha. Vàng 980 rất là đẹp luôn. Trọng lượng vàng của kiền này á, là 8 chỉ 7, rất là xuất sắc luôn nha quý khách ha. Đây là cô mua thêm cho con gái của mình nữa một cái vòng nữa ha, một cái vòng quấn hoa luôn. Cái vòng này á, là nặng là 4 chỉ 8 ha, 4 chỉ 8 hơn một chút xíu. Tổng giá trị hai sản phẩm mà cô mua ngày hôm nay á, là 70.700.000 nha quý khách ha. Đây, cảm ơn hai mẹ con chị Hoa rất là nhiều nha. Đây, đã ghé vào ủng hộ tiệm vàng Kim Anh Thảo của em. Đây con lấy qua đường. Dạ em kính chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Anh Thảo à. Chiều hôm nay là có lộc của chị Thảo à. Mình ở đâu chị? Hai đêm Tân Phú hả? Dạ Tân Phú hả? Chị Thảo ở Tân Phú nha. Ghé ngồi tiệm vàng Kim Anh Thảo là một siêu phẩm rất là đẹp luôn nha quý khách ha. Thứ nhất là bộ xi măng của chị nè. Đây chị ngại là chị không có ghi hình nha quý khách nha. Em xin phép quay cái tay của chị. Đây là xi măng bản Bát Nhã Tâm Kinh nha. Bản 3,5 ly luôn, rất là sang nè. Chị đeo hai bộ nha, hai bộ tay tròn rất là sáng luôn ha. Hai bộ xi măng này trọng lượng là 1 lượng 3 hơn luôn ha. Đây, rất là đẹp luôn. Và một siêu phẩm bên đây nữa. Đây là vàng 980 của nhà em luôn nha. Bên em có rất là nhiều mẫu nữ trang đa dạng và phong phú luôn nha khách ha. Thứ nhất là đôm tay nè. Đôm tay này bông tay 610 nha khách. Bông tay tua mì, toàn ten tua luôn ha. Rất là sáng và đẹp luôn nè. Đó, rất đẹp luôn nha. Đây, thứ hai nữa là một cái dây 24K. 24K 980 đúc đặc luôn nè. Đặc kẹo luôn ha quý khách ha. Cái dây này trọng lượng của nó là gần 1 lượng nha, gần 1 lượng. Và chị kết hợp theo là một cái mặt dây chuyền nữa, một cái mặt dây chuyền đúc hoa 24 luôn. Vàng nữ trang 98 nha quý khách ha. Đây rất là sáng luôn ha. Kèm một bộ luôn là chị lấy một cái nhẫn luôn nè. Đó, một bộ luôn ha. Cái mặt dây chuyền là 2,5 chỉ, còn cái nhẫn là 6 chỉ luôn nha quý khách ha. Rất là đẹp luôn. Tổng giá trị sản phẩm mà chị Thảo mua ủng hộ tiệm vàng Kim Anh Thảo của em hôm nay là 136.845.000 ha. Em cảm ơn chị Thảo rất là nhiều luôn nha. Đây, em gửi qua đơn cho chị. Bạn ơi, giữ khoảng 2.653 đúng không? Rồi, em đeo bông tay chị ha. Dạ, em xin kính chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Anh Thảo nha. Thì hôm nay là có cô Liên, mấy mẹ con cô Liên ha, tới ghé ủng hộ tiệm vàng Kim Anh Thảo là những sản phẩm đồ cưới ha. Đồ cưới 980, nữ trang 980 em khách ha. Thì thứ nhất là đây là kiền, kiền chạm hoa nha, kiền tròn chạm hoa nè. Đây, cô Liên ở Tân Phú à. Chạm hoa cái này, cái vòng này là kiền 2 chỉ luôn ha. Này có khóa mở rõ ràng luôn nha quý khách ha. Mùa này là mùa cưới nè, bên em là có mẫu mã rất là đa dạng luôn nha. À, quý khách hãy ghé tiệm vàng của em, địa chỉ là 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh ạ. À. Đây cái kiền trọng lượng là 2 chỉ ha quý khách. Và nữa là một cái lắc nha, một cái lắc chữ X rất là đẹp luôn nè. Đây lắc là lắc 980 luôn nha, chứ không phải lắc 18 nha, lắc 980 luôn á. Đây rất đẹp luôn ha. Mẫu của bên em rất là đa dạng luôn nè. Cái lắc này trọng lượng của nó là 2 chỉ luôn nha. Lắc này trọng lượng là 2 chỉ ạ. Kiền cũng 2 chỉ ạ. Và cô ủng hộ thêm là một đôi bông tai nè.
Đây, đôi tay móc căng rất là sang luôn ha. Toàn ten có kim tiền, trái tim ở dưới và kim tiền ở trên luôn nè quý khách nè. Trọng lượng vàng đó là một chỉ ha. Rất là đẹp luôn. Đây. Và cô mua thêm là một cái nhẫn nha, cái nhẫn con cóc nè, rất là đẹp nha quý khách. Rất là sang luôn ha. Con cóc này trọng lượng vàng đó là 1,5 kg ha. À, tổng giá trị mà cô Liên mua ngồi tiền vàng Kim Minh Thảo hôm nay là 36.800.000. Cảm ơn cô Liên nhiều nha cô. Dạ, xin kính chào quý khách hàng của tiền vàng Kim Minh Thảo ạ. À, tối hôm nay là có chị Lệ, mình ở đâu á chị? Ở đường cây cám. Dạ. Ở đường cây cám. À. Cái gì đó? Ở đường cây cám Vĩnh Lộc. Cây cám hả? Dạ, ở Vĩnh Lộc nha mấy chị ha. Chị ghé ngồi tiền vàng Kim Minh Thảo là một cái lắc jam bao ra rất là xinh luôn ha. Đây, quay gần cảnh cho khách thấy nè. Bên em có rất là nhiều mẫu mã đa dạng luôn nha. Rất là cưng luôn. Cái này là dạng của nó là dạng nhập ở nước ngoài về luôn nha mấy quý khách ha. Cái dây của nó là bằng vàng luôn á. Rất là đẹp luôn, nó có toàn ten nè, toàn ten hoa sen. Rất là cưng luôn và có những cái cham bi nhỏ nhỏ cắn dính giữa ha. Trọng lượng vàng là gần 2,8 nha quý khách. Tổng tiền là 10.500.000 giùm em luôn ha. Đây, cảm ơn chị Lệ nha, em đeo cho chị luôn ha. Cảm ơn chị đã ghé ủng hộ tiền vàng của em. Rất là xinh luôn. Dạ. Em gửi ở đâu anh chị nha chị. Rồi cảm ơn chị. Xin kính chào quý khách hàng của tiền vàng Kim Minh Thảo ạ. Tối hôm nay là em có lọc từ xa của anh Thức nha. Anh Thức ở quận 2. À, ghé ủng hộ tiền vàng Kim Thảo là một cái lắc tay nha. Đây rất là đẹp luôn, một cái lắc bản luôn. Một cái lắc bản đúc đặc luôn nha quý khách nha. Rất là đẹp luôn, móc máy luôn nè. Trời ơi, cái viền nó móc máy rất là chiếu và sáng luôn ha. Trọng lượng vàng nó là hơn 2 lượng mốt luôn nha khách. Mặt trước mặt sau rất là đẹp luôn nè. Đó, rất là sang luôn. Anh đem đeo cái tay cho anh luôn ha. Cái tay này. Cái khóa của nó là khóa hộp luôn nè. Rồi anh gửi tay giùm em. À, khóa hộp hai bên hai đầu rất là chắc luôn. Đó. Tổng giá trị cái lắc này là 72.400.000 ha. Cảm ơn anh Thức rất là nhiều nha anh. Đã ghé ủng hộ tiền vàng của em nha. Đây. Giờ em gửi anh qua đời. Dạ em xin kính chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Anh Thảo nha. Thì lọc sáng hôm nay là có chị Chế mình ở đâu ghé chị? Em ở Bình Tân chị. À Bình Tân, à dạ chị ở Bình Tân nha. Ghé một tiệm vàng Kim Anh Thảo là hai bộ xi men bản ba ly ha. Chữ Bát Nhã Tâm Kinh rất là đẹp luôn nè quý khách nè. Đây, cái đây là em quay cận cảnh luôn nha. Đây, rất là sáng luôn, bản vuông ha. Điêu khắc có chữ của nó rất là đẹp luôn. Cái mẫu đang hot nha quý khách nha. Rất là sang nè. Tay chị tròn đeo rất là cưng luôn nè. Hai bộ này trọng lượng của nó là gần một lượng mốt cho quý khách ha. Để em đeo tay chỉ rất là đẹp luôn. Đó, tay tròn trắng nữa. Quá trời xuất sắc luôn ha. À, tổng giá trị mà hai bộ xi men này á, là 36.250.000. Em cảm ơn chị Chế nhiều hả chị? Đỡ ghé ngồi tìm vàng em nha. Rồi, cảm ơn chị lập buổi sáng nha em. Rồi, ở sau này đổi là đổi ngang bộ tiền công hả chị? Chứ không bộ danh lệnh chị hết nha. Dạ đúng rồi.